Bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách mà làm một cái video intro mở đầu. Thì đây thì mình mở cho các bạn xem. Chẳng hạn các bạn làm một cái mẫu intro như này, nó khá là bắt mắt và đẹp, và cách làm nó cực kỳ đơn giản thôi, nhìn rất là ấn tượng. Mình mở một cái nữa cho các bạn xem, và nó có rất là nhiều mẫu để chúng ta lựa chọn. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Thì điều đầu tiên thì các bạn vào cốc cốc hoặc là chôm đều được. Và đây các bạn nhập cho mình, ghi cho mình cái dòng chữ này. Bạn ghi đúng là Palm Pro này nhé. Rồi các bạn ấn Enter. Rồi các bạn vào đây nhé. Rồi bạn kéo xuống. Rồi các bạn vào đây. Ở trên này như bạn có thể xem thêm này, top này. Đó, bạn kéo bạn tìm mình nhiều lắm, rất là nhiều hiệu ứng đẹp. Kể đến chủ đề mà làm về game cũng có nhiều intro cho game các bạn nhé. Nói chung là nhiều lắm. Thì các bạn thích cái nào các bạn cứ làm mà lựa chọn thôi. Thì giờ mình sẽ tìm một cái thì mình làm mẫu cho các bạn xem. Nói chung ở đây nó nhiều quá, cũng không biết lấy cái nào. Chẳng hạn như mình làm cái này cho các bạn nhé. Đó, các bạn mở lên. Ở đây nó cũng cho mình lựa chọn rất là nhiều. Thì các bạn vào chỗ này thì các bạn chỉnh sửa nhé. Đây các bạn có thể view luôn được, nhưng mà đợi mình tí, mình muốn tắt bỏ âm thanh, mình không thích để âm thanh của nó. Đây mình mở, đó rất là đẹp, và mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách mà thay đổi âm thanh trong cái intro này. Nó không lấy intro của âm thanh gốc này, vì cái nhạc nền gốc này nó hay vi phạm bản quyền đó, nên là mình sẽ thay đổi cái nhạc khác. Phần lớn ta tiến hành và chỉnh sửa lại cái tiêu đề tên này cho nó vào cái tên của mình. Thì các bạn vào cái biểu tượng này nhé, cái hộp khối này nhé, và các bạn kéo này xuống này, các bạn nhìn đây này, ở đây thì nó có chữ là chữ chữ lên thôi, thì các bạn là sẽ sửa cái chữ lên cho mình. Đó, thì các bạn nhìn thấy dòng nào có chữ text. Text các bạn mở ra màu xanh này, rồi các bạn vào đây. Bạn ghi cái tiêu đề của các bạn muốn làm ấy, như chẳng hạn như mình ghi là channel đây. Ghi bằng chữ in hoa cho nó đẹp. Xong rồi các bạn không ấn vào nó mà các bạn ấn bên dưới nhé, họ thì sẽ lưu đây, channel này, đến dòng text các bạn lại ghi lại này, các bạn kích bên ngoài nhé, đó sẽ ra đây, các bạn lại kéo xuống, rồi nó đã hết rồi. Nhiều cái thì mình nói luôn là nhiều cái nó sẽ có hai dòng, tức là hai dòng text này. Thì các bạn phải ghi đủ hai dòng, cái chỗ nào mà có chữ text các bạn phải ghi nhé. Như cái intro này có mỗi một kiểu chữ thì mình chỉ ghi ở đây thôi, còn nhiều cái bên dưới là có chữ text nữa thì các bạn phải ghi cái tên của mình vào nhé, thì nó mới nhận hết nhé. Bây giờ mình mở thử cho các bạn xem. Ở đây thì thứ nhất là cái chữ nó hơi to, khi các bạn mà xuất ra video sẽ chèn hết video, nhìn nó không hết được chữ, thì các bạn thay đổi lại cái mẫu chữ nhé, cái size của chữ cho nó vừa đấy. Đầu tiên các bạn kích vào chữ tên của các bạn, các bạn nhìn đây là cái size này, đây, cái size chữ này, size thì các bạn để khoảng, theo kinh nghiệm mình thì để khoảng 10 năm thôi, bạn nhập 10 năm
đấy, nó sẽ thu vào rồi lại vào cái dòng dưới nhé, nó vào cái size nhé, các bạn cũng để 15 thôi. Và bây giờ mình view thử. Đấy, rất là đẹp, và trong đây thì nó cũng rất là nhiều cái intro cho các bạn thoải mái mà khám phá mà lựa chọn. Mình làm demo, mình sẽ làm một cái này để cho các bạn mà nắm bắt hiểu và làm thôi. Và mình xin nói luôn là ở đây nó cũng có cái để thay đổi màu chữ. Đây các bạn kéo xuống này, các bạn kéo xuống này nhá. Đây cái dòng này để cho chúng ta thay đổi màu chữ, các bạn nhìn đây là màu đỏ, màu đen này. Ví dụ mình không muốn để màu đen, bạn để màu vàng này, để màu vàng là được, nó ra màu vàng này, hay là mình để màu xanh này đó. Như mình khuyên các bạn là cứ để mặc định của nó, mặc định nó thì rất là đẹp, vì cái ứng dụng này nó làm nó đã nghiên cứu rồi, nên mình cứ để mặc định của nó là rất là đẹp. Đó là cách nha thay đổi màu chữ đấy. Còn về thay đổi nhạc ấy, thì các bạn thật ra thay đổi nhạc thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mình chỉ các bạn thôi. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn cứ để nhạc mặc định nó, rồi khi mình đưa vào cái phần mềm video mình sẽ thay nhạc ở đấy luôn cũng được. Còn các bạn muốn thay nhạc thì các bạn kích vào nhạc đây, kích vào nhạc rồi các bạn tìm đến cái file nhạc của các bạn, ấn đây nhé. Thì ở đây máy mình cũng không tải nhạc, còn các bạn tải các bạn chỉ việc vào chỗ download nhạc, các bạn tìm đến nhạc thì các bạn mở ra, ví dụ bài này mình muốn thay mình cho vào, nhưng mà ở đây mình không thay, mình không cho. Còn các bạn muốn thay các bạn ấn vào đây open lên là nó vào, còn đây mình không thay thì cái nhạc mà của cái intro này làm nó cũng hay bị bản quyền lắm, nên là các bạn làm thì các bạn có thể lên cái YouTube Studio, các bạn tải các file nhạc người ta miễn phí không bản quyền về, các bạn thay vào. Còn ở đây mình sẽ không thay và mình hướng dẫn, nên là mình cứ để cái nhạc mặc định. Và khi bạn view xem cái intro mình đã hoàn hảo chưa, tất cả mọi thứ đã ok, thì các bạn tiến hành là bây giờ mình tiến hành để mà sản xuất ra cái video này. Thì các bạn ấn vào cái mũi tên này nhé, bạn ấn vào nút Start Video, là tức là nó để nó chỉnh, nó khởi tạo video đấy. Và giờ mình ấn luôn các bạn xem. Các bạn phải chờ nó chạy nhé, nhanh hay chậm nó phụ thuộc tốc độ mạng của các bạn nữa, nhưng mà thật ra nó cũng khá nhanh, không lâu cho lắm. Ở trang này đặc biệt nó rất là nhiều intro mà nó cập nhật liên tục, nên là các bạn có thể thay đổi intro theo ý muốn của mình. Mình sẽ nói luôn cho các bạn một cái này nữa, là khi các bạn biên tập xong video này nhá, thì tí mình sẽ chỉ các bạn download về. Nhưng mà khi download về mình có thể mở trên máy tính được, nhưng mà đưa phần mềm ấy, thì một số phần mềm nó sẽ không nhận cái đuôi này. Thì để đổi được đuôi thì các bạn tải cái phần mềm đổi đuôi video trên máy tính Factory đấy. Hoặc là các bạn không muốn tải phần mềm ấy, thì một cái mẹo này là đơn giản nhất cho các bạn. Nhanh nhất là các bạn khi mà tải cái intro về, các bạn vào cái kênh YouTube các bạn đăng lại cái intro lên để chế độ riêng tư. Khi mà đã đăng xong cái YouTube nó cập nhật xong và định dạng HD xong thì các bạn lại tải về. Tải về và các bạn xóa cái intro mà các bạn đăng lên YouTube đi. Khi mà các bạn đã tải về nó là đuôi MP4, các bạn hoàn toàn sử dụng lên tất cả các phần mềm edit video cho máy tính được nhé. Và cái cách làm intro này cũng hoàn toàn làm trên điện thoại được. Nhưng mỗi tội là làm điện thoại nó hơi lâu một chút. Nó vẫn làm được nhưng mà nó không được nhanh như máy tính. Nên nếu các bạn không có máy tính, các bạn có thể giao con nét, các bạn ngồi khoảng độ 5-10 phút là các bạn cầm cái USB ra, các bạn làm xong các bạn có độ USB là ok. Cái quá trình nó khởi tạo video cũng sắp hoàn tất này.
Rồi bây giờ nó đã khởi tạo xong video thì các bạn ấn vào chữ download này nhé, download video. Đây đọc xong đấy, đọc xong mình tắt bỏ cái download đi. Mình mở luôn này. Đó các bạn thấy đấy, rất là đẹp. Nên mình khuyên các bạn nếu để sai chữ như ban nãy mình nói, và các bạn để khoảng độ 10-15 nhé, đừng để to quá. Mặc định nó là 20 nhưng các bạn nên để 15 thôi. Còn ngoài ra nó rất nhiều cái intro cho các bạn lựa chọn. Ở đây các bạn vào thoải mái và khám phá mà nhiều cái hiệu ứng đẹp như cái này nó rất là đẹp này. Đó, ví dụ cái này các bạn vào đây. Đó, cái này rất là đẹp nhé. Thì mình khuyên các bạn là không không lấy cái nhạc có sẵn ở intro này nhé. Vì chúng ta mà lấy cái nhạc này hay bị cảnh báo bản quyền lắm, nên là tốt nhất là các bạn là nên YouTube của cái trang nhạc miễn phí là các bạn tải về các bạn thay nhạc cho nó, chứ mình không nên dùng cái nhạc gốc của nó làm gì. Mặc dù nhạc gốc thì rất là hay và nó hợp với intro hơn, nhưng mà mình cũng nên thay bằng cái nhạc miễn phí không bản quyền thì nó sẽ tốt hơn. Thì video mình làm đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo. Và các bạn thấy video mình hữu ích thì cho mình xin một lượt đăng ký ủng hộ kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.